Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, được tin ông Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Chúa Giêsu. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vẹn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu bảo: Đem lại đây cho Thầy. Sau đó Chúa Giêsu truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tùng, bẻ ra trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đều biết lòng trắc ẩn là một món quà quý giá của con người. Vì thế, ở khắp mọi nơi và mọi dân tộc, người ta đều đề cao lòng trắc ẩn. Và biểu hiện của lòng trắc ẩn là quan tâm và chia sẻ. Điều này chúng ta thấy được trình bày cách rõ ràng qua các bài đọc lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 18 năm A này. Đặc biệt là trong trình thuật tin mừng tôi vừa công bố cho anh chị em nghe về việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Phép lạ là do Chúa Giêsu làm, nhưng sự cộng tác của các môn đệ Chúa Giêsu là điều hết sức quan trọng. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy phép lạ hóa bánh ra nhiều được bắt đầu với bước thứ nhất, đó là sự quan tâm. Tác giả câu chuyện tin mừng kể rằng các môn đệ là những người đã nhận ra trời đã về chiều và dân chúng cần một bữa ăn. Giải tán đám đông và để đám đông tự đi mua thức ăn là giải pháp mà các môn đệ đã đề nghị với Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy rằng các môn đệ cách nào đó đạt được bước thứ nhất của lòng trắc ẩn, đó là quan tâm. Nhưng các ông lại chỉ dừng lại ở đó thôi và chọn cái cách giải quyết dễ nhất và cũng là cách giải quyết cám dỗ nhất, tức là giải tán họ và để họ ai nấy tự lo cho mình. Thực ra chúng ta thấy có vẻ như các môn đệ cũng chẳng thể làm gì khác hơn được, vì các ông có muốn cũng lực bất tòng tâm, bởi chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá trước đám đông hàng ngàn người. Nhưng với Chúa Giêsu thì không. Chúng ta thấy
Tác giả tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đề nghị với các môn đệ một cách giải quyết khác, một giải pháp khó khăn hơn nhiều, đó là giữ dân chúng lại và anh em hãy cho họ ăn. Và đó chính là bước thứ hai của lòng trắc ẩn, sự chia sẻ. Rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa ra cho các môn đệ một nguyên tắc: quan tâm thôi thì không đủ, mà quan tâm phải dẫn đến hành động, và hành động đó là chia sẻ. Có vẻ như Chúa Giêsu đã làm khó cho các môn đệ, vì như tôi đã thưa với anh chị em, trước đám đông người rất đông mà các môn đệ lại chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, các ông lực bất tòng tâm. Nhưng chúng ta thấy phần tiếp theo của câu chuyện cho thấy không phải Chúa Giêsu làm khó các môn đệ, vì chính Chúa Giêsu là người can thiệp trực tiếp và đã làm phép lạ để bánh hóa ra nhiều, và cuối cùng tất cả mọi người đều được ăn và được ăn no nê. Thưa anh chị em, với chúng ta thì sao? Có lẽ cũng như các môn đệ xưa, chúng ta cũng không phải vô tình, không phải những người không có trái tim. Chúng ta cũng quan tâm và chúng ta cũng để ý để biết người này người kia đang khổ sở lắm, đang gặp khó khăn này hay khó khăn khác, cũng thương lắm. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng chẳng có gì để chia sẻ và tôi cũng chẳng có thể giúp hết mọi người, không thể thay đổi thế giới này. Và thế là chúng ta đành thở dài rồi thôi, chấm hết, chỉ có vậy. Đúng vậy ông anh chị em. Ít là tôi nghĩ mỗi người chúng ta cũng từng có những lúc như thế và có kinh nghiệm này. Thương lắm nhưng chẳng biết làm sao, thở dài và như vậy là đủ. Nhưng chúng ta quên mất một điều, thưa anh chị em, một điều rất quan trọng, đó là chúng ta còn có phép lạ. Và Chúa Giêsu của chúng ta đang chờ để làm phép lạ cứu con người, cứu chúng ta và cứu thế giới này. Tuy nhiên, phép lạ ấy cần phải được bắt đầu với sự sẻ chia, với những đóng góp dù rất nhỏ bé của mỗi chúng ta. Vì quả thật chúng ta thấy phép lạ chỉ xảy ra khi chúng ta biết quan tâm và thực hành bước thứ hai là chia sẻ cho nhau, dù chỉ là chia sẻ những điều rất nhỏ. Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho những điều rất nhỏ mà chúng ta chia sẻ cho nhau đó trở thành lớn lao, lớn lao đến mức đủ để có thể cứu độ thế giới này. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay là một vị Thiên Chúa của hành động, và Ngài hành động qua việc chữa lành và nuôi dưỡng con người. Rõ ràng Chúa Giêsu của chúng ta là vị mục tử, là vị mục tử nhân lành, yêu thương và chăm sóc đoàn chiên. Hôm nay chúng ta đang phải sống giữa một thế giới đầy thương tích, bởi vì lòng người đã sơ cứng vì ích kỷ và tự cao tự đại. Nhưng chúng ta là những người được mời gọi đi theo Chúa Giêsu để trở nên những người hành động, những người cũng hành động bằng cách chia sẻ để có thể chữa lành và mang lại bình an và niềm vui cho người khác và cho thế giới này. Thưa anh chị em, lòng trắc ẩn là điều Thiên Chúa muốn, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn được thể hiện qua sự quan tâm, nhưng sự quan tâm đó phải dẫn đến hành động. Xin đừng ai e ngại là mình chẳng có gì hay những điều mình có chỉ là rất nhỏ. Xin hãy dâng những điều rất nhỏ đó để chia sẻ cho nhau, và chúng ta tin rằng chính khi chúng ta chia sẻ những điều dù rất nhỏ bé đó, Chúa Giêsu sẽ dùng nó để làm phép lạ cả thể
để cứu chúng ta và để cứu thế giới này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Chúa ở cùng chúng ta. Xin hãy để phép lạ xảy ra mỗi ngày ở trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Amen.